Chúc đại gia đình chúng ta an lạc với ai gia đạo Phật. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc tập 10. Vì nhớ cái hạnh phúc lớn nhất của chúng ta khi gặp được pháp môn niệm Phật. Cả ngày của mình dù bất cứ công việc nào cũng đem câu Phật hiệu áp dụng vào công việc đó. Mà quý nhất là được thời gian mà mình dụng công tu gì nữa quý vị. Mà từ khi mà lập ra cái room này tới bây giờ, quý vị thấy rảnh tự nhiên vô tu, rảnh vào lễ Phật thờ. Mà nhờ cái lễ Phật này nghe, nó nung đúc tinh thần mình bấm số niệm Phật, rồi nhép môi niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, nó không lạc, nó không có lạc cái tâm mình. Tại vì một ngày thì nó nhắc mình mấy lần mình lên mình tu với đại chúng, xong mình tu với đại chúng xong cái tự nhiên cái tiếp theo cái năng lượng đó tiếp tục niệm Phật. Cách này quá hay. Bởi vì biết rằng là càng tu với đại chúng thì lại càng nhiếp tâm. Bởi vì thấy rằng là lên cái thời khóa này tu, tự nhiên mình tu hết thời mau cấp kỳ. Nhưng mà thí dụ như không có cái thời khóa này nghe, quý vị lên tu một chút khi bị chạy đầu này chạy đầu kia, hoặc là tới giờ không lên tu rồi từ từ viết rồi không có thời khóa bao nhiêu, mà khi không có thời khóa bao nhiêu mà không niệm Phật nữa, từ từ cái công việc làm nó lấp luôn cái nghĩ niệm Phật luôn. Tuy cũng gặp pháp môn niệm Phật mà nhiều người không niệm Phật và bỏ niệm Phật luôn, là ngay chỗ này, là ngay những cái chỗ mà chúng ta bị công việc lôi kéo từ từ bỏ câu Phật hiệu. Nhưng mà mỗi ngày không chịu quân tập, đến khi mà cơn vô thường đến hay bệnh đau gì đến hay sự cố gì đến rồi xong, chúng ta cứ như là hụt hẳn. Thì biết rằng là mỗi một người chúng ta sống trong cuộc đời này, cái thuận cỡ nào thì kế đó vẫn là cái nghịch, mà cái nghịch cỡ nào kế đó là cái thuận. Nó quay tới quay lui vậy đó quý vị. Nhưng nếu mà mình mà không hiểu về nhân quả, không biết tu hành niệm Phật, thì khi mà cái thuận đến mình rất mừng, nhưng cái nghịch đến con người mình sẽ khổ đau vô cùng. Nghĩa là những đứa gặp một cái người này lúc mà ông còn khỏe bình thường, ông cũng có điều kiện, có khả năng tiến tâm, nhưng khi mà ông bị ung thư là ông trốn không, trốn không chịu gặp ai cả. Bất cứ ai đến thăm là không bao giờ dám gặp người ta. Nghĩa là một là gặp người ta quá ngại, vì cái lúc mình đương thời mình nhìn dữ dằn quá. Khi mà bây giờ bệnh đau ung thư nó ốm, ốm nhơm ốm nhách, tiều tụy, gặp người ta thì ngại ngùng, sợ hãi, giống như trốn người luôn quý vị, trốn người luôn. Thì nhớ rằng cái người niệm Phật cầu sanh cực lạc của mình á, đa phần con người mình dám đối diện sự thật của nó. Dù cuộc đời có nghiệt ngã với mình như thế nào cũng đối diện sự thật với nó mà đứng lên. Nên cái người niệm Phật á, mình có một cái tâm dũng mãnh mạnh mẽ quyết đoán. Tại vì mình nghĩ mình tương lai là người ở thế giới cực lạc. Mà người ở thế giới cực lạc là toàn là bậc trượng phu, bậc gan dạ quyết đoán, không có cái gì mà mình không dám đối diện sự thật của nó chứ. Sự thật vẫn là sự thật, nên phải cần đối diện sự thật để mà tiếp tục sống thật là tốt đẹp. Hiểu không? Đó là sự thật, mà đối diện sự thật thì nhất định là sống sự thật và sống tốt đẹp mà. Còn nếu như không dám đối diện sự thật thì con người chúng ta sẽ luôn luôn giống như bị sợ hãi, bị lo âu. Thường là người ta không dám đối diện sự thật thì con người ta thường là lo âu sợ hãi, người ta biết những sự thật của mình. Nên cả đời con người mình cứ sống trong cái sự thấp thỏm lo âu không à. Nên mình phải càng đối diện sự thật. Dù mình bị ung thư hay mình bị thất nghiệp, hay tự nhiên mình giàu, mình bị phá sản hay là cái gì, mình phải đối diện sự thật nó mà mình sống thôi. Nên, nếu như con người mà có một cái tâm lực như vậy thì con người sống không bao giờ có khổ đau đâu. Nó giống như có một cái cô này, cô bên Mỹ, cô nói rằng là mỗi lần con tu tập thì cũng an lạc lắm thầy, nhưng mà mỗi lần con qua con thăm mẹ con là con qua bên đó là con
Con thấy mẹ con không có tu tập mà. Mà bà thì thí dụ như bà rủ mấy người bạn lớn tuổi của bà lại bà quýnh bài. Xong quýnh bài xong rồi bắt đầu cứ lộn xong cái lan can qua con luôn. Cái con phiền não quá trời. Mỗi lần con qua là con phiền não. Mỗi lần con đến thăm là con phiền não. Đến thăm là con phiền não. Vậy con xin hỏi thầy, con ít qua thăm rồi con ở nhà con niệm Phật có bất hiếu không? Những Đức nói rằng là không. Tại vì sao? Vì qua bên đó phiền não chữ lộn nhau còn đại bất hiếu hơn. Thôi mình yếu mình không dám ra gió. Mình yếu rồi thôi mình rèn luyện phước cho rồi đi. Mình rèn luyện mình niệm Phật phước cho rồi. Còn bây giờ mình niệm Phật mình an lạc mình qua mình gặp thì sanh phiền não. Gặp phiền não gặp làm gì giờ? Thà lo tu lo niệm Phật còn ngon hơn luyện công phu chừng nào mà gặp mà không bị phiền não gặp. Nó giống như bây giờ mình với chúng sanh mình thương họ đó mà mình cũng đang còn lủm chủm dưới biển nghiệp nè. Nếu mà mình mà không gầy dựng mình mà mình có cứu được họ không? Mình không cứu được họ mà có khi họ còn kéo mình chìm luôn. Thôi tạm tạm xa nhau nha, để nó đi, để về thế giới cực lạc đi rồi lúc đó trở lại có đủ năng lực rồi lúc đó giúp gì đó giúp chắc ăn hơn. Còn những người mình hữu duyên đủ duyên mình giúp được thuận duyên hỗ trợ nhau thì cố gắng giúp làm những việc tốt này bằng cả tấm lòng. Thấy không? Còn nếu như bây giờ mà mình bị bó buộc mà bản thân mình chưa được cái gì cả, mình gặp phiền não thôi đừng gặp. Biết rằng con cái thăm cha mẹ là điều đúng. Nhưng mà mỗi lần thăm mà gặp nhau cự lộn, chữ lộn, phiền não không, nghịch nhau không thì thôi đừng gặp. Có khi gặp hoài không có kết quả mà không gặp nó lại có kết quả. Nên trong cái cuộc đời này nó rất là lạ nha quý vị đừng có chết cứng một cái gì chứ. Có khi gặp hoài nó không thương mà không gặp nó lại thương. Đó, có khi nhịn hoài nó không giải quyết được vấn đề. Mình sực lại một phát có khi giải quyết được vấn đề. Trong cuộc đời này nó muôn biến vạn hóa vậy đó. Nó muôn biến vạn hóa, có những lúc phải thử cái nó làm sao. Mình sẽ biết nó như thế nào à. Có những lúc phải thử nó làm sao rồi sẽ biết nó như thế nào. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà bị biết rằng là có những cái nhẫn nhịn không cũng chưa giải quyết được vấn đề này. Nên Bồ Tát Quán Thế Âm là từ bi, thương yêu, nhẫn nại mọi việc hết. Còn Bồ Tát Đại Thế Chí thì rất mạnh mẽ. Quý vị thấy cái tấm hình biết không? Tấm hình nó những Đức đưa hình những Đức vô cho thật sự. Tấm hình nó có tấm hình nó thật sự người ta viết ra. Mà nếu ai là người có góc độ nhìn tấm hình nó thấy mình thương Phật Bồ Tát vô cùng luôn. Còn người mà không hiểu thì nói ủa Phật Bồ Tát mà làm gì phan duyên mà đi kéo người ta không có hiểu gì chứ nghe. Họ không có hiểu thì cái mỗi người nó có ý nghĩ khác nhau lạ lắm. Mình mà hiểu rồi mình thấy Phật Bồ Tát quá từ bi, mình thương Phật Bồ Tát mà mình phải cố gắng niệm Phật để mình về cực lạc luôn. Ý rằng là Phật Bồ Tát quá từ bi, dùng đa dạng phương tiện dù muốn kéo mình về cực lạc bây giờ ngày các ngài cũng kéo về nữa. Có nghĩa là cái tâm từ bi các ngài quá lớn quý vị. Phật A Di Đà mà ngày luyện như dây ngày buộc kêu cần cổ như đức mà ngày nghịch kêu đó mà thấy tội nghiệp vô cùng, coi cái mà thấy tội nghiệp à. Còn Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi vô cùng lấy bông sen lợ mà dít mình để mà mình đi đi con đi đi. Còn Bồ Tát Đại Thế Chí thì thấy Bồ Tát Quán Thế Âm làm điều đó, ngài mạnh mẽ, ngài quyết đoán, ngài nói mày là cái thứ khổ đau mà mày không chịu đi về cực lạc hả những đức. Thấy không? Ngài giải thích, ngài nói mày là khổ đau ở cõi này gì, mày sống trong cuộc đời này mày thấy cái gì an vui, nó mày được cái gì mà mày không chịu gì hả những đức. Phật A Di Đà ngày buộc cổ mày, ngày kéo đi Quan Âm Bồ Tát mà từ bi mà dít mày gì mà mày còn ngang bướng lại nữa hả. Nó Bồ Tát Đại Thế Chí là mạnh mẽ đó quý vị, hiểu không? Nó nên từ bi không cũng chưa đủ, nó có những lúc phải mạnh mẽ. Nó thí dụ như bây giờ làm vợ người ta đi, ta ăn hiếp suốt à. Mình không giúp được người ta luôn nữa, để ta ăn hiếp hoài không giúp được. Nó gọi nhà tối ngày nấu cơm lo lắng đàng hoàng hết trơn mà xạo sự kênh 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 đúng không? Bữa nào không nấu nữa. Rồi đấy tự vô nấu ăn đi. Lâu lâu khảo đảo thử một phát chừng 5-6 ngày có khi xanh mặt xanh mày. Có những con người nó rất kỳ cục vậy đó quý vị à, những con người rất là lạ mà bản thân mình làm sao mà giữ được tâm mình không có phải là mình hung dữ bạo ngược gì nhưng mà mình điều chỉnh lại thử coi cái cách nào là cách đối với những chúng sanh và phù hợp nhất đó.
Nên có những lúc nó lại hữu hiệu. Có nghĩa là con người ta có những lúc mình cứ 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 là nhẫn nhịn người ta suốt, người ta đi làm tớ. Quý vị nhớ, Đức nói những cái điều này để cho quý vị ở trong cái cuộc sống này muôn biến vạn hóa, nó không có định pháp chỗ nào chứ. Miễn làm sao mà giúp được chúng sanh, quý vị thấy trong hoàn cảnh nào phù hợp thì quý vị áp dụng trong hoàn cảnh đó, chứ Đức mới suối quý vị nghe. Mà ý Đức muốn nói rằng là Phật pháp nó muôn biến vạn hóa. Nó có khi á họ coi mình như con ô sin vậy đó, tối ngày nấu ăn lo lắng cho họ rồi giết ở làm tớ. Từ từ quý vị khỏi cần nấu ăn lo lắng gì chứ. Mình chỉ mấy bữa chén cơm thôi, mình lo sợ cái gì? Nó mình để đại cho thí đại cho mày về, mày tự nấu đi rồi mày biết. Không, rồi lúc đó cái tự nhiên có khi thôi bà nấu đi, rồi bà tu đi chứ tôi đẹp tới tôi không nói bà nữa đâu, nghe này kia đâu. Có khi biết sợ. Biết sợ chứ không đơn giản đâu. Nó ý nhà Đức muốn nói rằng quý vị trong hoàn cảnh nào đó, quý vị làm sao quý vị điều chỉnh được muôn biến vạn hóa trong hoàn cảnh đó. Một câu Phật hiệu này á, nó có từ bi và trí tuệ nghe quý vị. Chứ không phải là một câu Phật hiệu này mà trở thành cái nhu nhược đâu. Hiểu không? Người niệm Phật cầu sanh cực lạc nó không phải là nhu nhược đâu nghe quý vị. Nhớ kỹ á. Thí dụ như giờ cuộc đời nhà Đức bây giờ có tất cả, nó mắc hết tất cả, là nhà Đức khóc. Nó làm cái gì, cái chuyện ngu, sửng mà sống kỳ cục gì. Không có. Mình phải tìm đường khác mình sống tiếp tục. Chứ không thể nào mà mình đi sống bằng cái lối sống mà khổ đau được. Khổ đau chi? Có cơ hội thì mình làm việc thiện, việc tốt nhiều hơn. Còn không có cơ hội thì mình lo mình niệm Phật, mình tu hành. Trong hoàn cảnh nào mình cũng phải sống cho tốt. Không có dạy gì mình đi ngu dạy gì. Mình đi sống trong cái lối sống khổ đau được. Không. Cái người niệm Phật cầu sanh cực lạc không có sống khổ đau. Vì nhớ kỹ điều này nghe. Dạy gì mình sống khổ đau. Ai cũng là một con người muốn sống tốt đẹp chứ. Ai cũng là một con người muốn sống hạnh phúc và bình an chứ. Mà cái hạnh phúc bình an này không phải ai cho mình chứ. Mà tự bản thân mình phải biết thương mình và cho mình một lối sống bình an. Như bản thân mình muốn sanh cực lạc, mình về cực lạc. Mình muốn về cực lạc, mình niệm Phật, Phật rước mình về cực lạc. Chứ không có ai mà tự nhiên kéo mình đi về cực lạc được đâu. Mình không niệm Phật ai kéo mình đây. Mình không niệm Phật ai giúp mình đây. Mình chờ cái cuối cuộc đời người ta lợi người ta giúp mình. Không có chuyện đó đâu. Giống như bạn cố gắng học hành thì bạn đi thi được đậu. Còn bạn ngồi ở đó bạn không học bài học gì hết trơn. Bạn không lo cái gì hết trơn. Rồi tới giờ thi bạn mới xanh mặt xanh mày. Chứ đừng nói chuyện dẫn chơi. Hiểu không? Nói kẻ biết lo xa thì không có khổ gần. Biết lo xa là lo làm sao? Là thường ngày con người mình có năng lực, có bản lãnh, thì mình sống như thế nào, trong hoàn cảnh nào mình cũng tự tin chứ. Con người có mấy buổi cơm mà. Như bản thân những đức lo cho vài ngàn người được mà. Không lẽ bây giờ một mình những đức mà những đức sợ cái gì trong hoàn cảnh nào? Không có cái gì phải sợ trong hoàn cảnh nào chứ. Chỉ có những kẻ lười nhác làm biếng thì tự nhiên người ta buông ra mình xanh mày xanh mặt. Chứ mình là người siêng năng rồi, trong hoàn cảnh nào mà không kiếm ăn được quý vị? Còn khỏe hơn. Người ta nói đại sự cũng bằng vô sự. Nó chỉ có cái sự niệm Phật mà hạnh phúc hơn. Bây giờ nè, nó cảm thấy rất hạnh phúc. Có nhiều người hỏi những đức, bây giờ nếu mà có một cái nơi nào lớn lao mà mời thầy về để tiếp tục làm nữa, thầy làm không những đức đấy? Bây giờ đừng không cần nói trước nói gì, nhưng mà thích nhất là đang sống như vậy. Đó là hạnh phúc nhất. Không cần phải dính vô một tổ chức nào hết chứ. Khỏe re như bò kéo xe. Nó tự mình thông dong tự tại, không bị ràng buộc gì cả. Nó tự mình có một cái lối sống của chính mình, không phải bị lệ thuộc vào người ta. Lúc thương người ta cho gì, không thương thì người ta xử lý mình. Đó, không cần phải giải quyết gì nữa. Mỗi ngày sống với quý vị tu tập gì, ai vô tu thì cùng tu chung, ai không tu thì tôi tu, tôi không tu thì tôi đi ngủ vậy thôi. Khỏe re có gì đâu quý vị. Nó cơm tôi ăn, nhà tôi ở, quý vị cơm vị ăn, nhà quý vị ở. Khỏi cần phải câu thúc nhau, khỏi cần phương tiện xa vờ gì để gọi là đầu tiên gì hết cho nó mệt. Thấy không? Nên từ nơi đó mà lo một ề, cuối cùng cứ gặp nhau hết cách này tới cách nọ. Đầu tiên. Nên từ nơi đó mà tối ngày phương tiện hoài mệt ghê. Bây giờ quý vị thấy tự tại không? Thoải mái vô cùng. Bởi vì cũng vậy nên có rảnh vô lễ Phật. Nhớ nghe em. Mỗi ngày niệm Phật lễ Phật là đang tạo cái phúc về sau cho mình. Mà cái phúc hiện tại cũng đang được hưởng nhờ. Thấy quý vị ai cũng sáng sủa vui vẻ chứ mà. Ăn nhiều đó quý vị ô lo hoài cho cái ngày mai không á. Nó cứ lo hoài cho cái ngày mai á. Bữa nay làm được lỡ mai mốt làm được rồi sao. Bữa nay có ăn mai mốt không có ăn rồi sao. Cứ vậy đó mà cứ đến chết luôn mà không có cái gì bình an hết chứ.
Nó nên những đức nói con người sống đó quý vị, mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc, mình tin cuộc đời này nó vô thường lắm, sống nay chết mai à. Nên bản thân của mình sống của ngày hôm nay cho nó đặc biệt đi. Nên tất cả quý vị trong hoàn cảnh nào cũng phải biết thương mình á. Thương mình bằng cách là bản thân mình phải sống cho có nụ cười, chứ không có dạy gì mà đi nặng nề có ai chứ á. Đối với dù cha mẹ người thân vợ chồng gì cũng vậy, cái gì mình giúp được thì mình giúp, mà còn không giúp được thì mạng ai nấy tự lo đi. Nên mình phải giữ cái mạng mình an lạc trước đi rồi tính sau. Chứ chàng ơi, mình vì cái gì mà để mình khổ đau? Mình khổ đau rồi cuối cùng được cái gì đâu. Mình khổ đau rồi cuối cùng bản thân mình cũng lãnh đủ à. Dù nói rằng là người ta sinh đẻ mình ra nuôi mình không lớn đó, nhưng mà nếu mà cứ cản trở suốt luôn, mình phải biết cách mình tránh để mình tu hành. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni tại sao Ngài không ở trong cung vàng điện ngọc á, Ngài tu hành bên cạnh vua cha đi, mà Ngài vô trong cái khu rừng sâu Ngài tu làm chi vậy? Vì Ngài ở đó Ngài tu không có được, bị trở ngại nên Ngài mới đi vô trong rừng Ngài tu chứ. Ngài tu xong rồi Ngài đủ công lực rồi Ngài về, Ngài mới giúp vua cha sao? Hiểu không? Đâu có bỏ đâu mà tạm thời xa nhau. Hiểu chưa? Không có bỏ mà tạm thời xa nhau thôi chưa. Nên biết mà tránh. Giống cái cô đó con hỏi như Đức, như Đức nói, nếu mà gặp mà phiền não đừng gặp nữa, lâu lâu lại gặp một lần, có chừng nhớ thương mình quá mình lại gặp lúc đó chăng quý hơn. Còn kiểu mà lại thăm hoài giết rồi làm tớ, thấy không? Nó nên tự khéo léo mà biết để mà áp dụng trong cái cuộc sống tu hành. Tu hành nó không có cái gì mà định pháp chứ nghe. Ví dụ như Đức ngồi như Đức chia sẻ gì là cho quý vị có cái góc độ để mà quý vị muôn biến dạng hóa trong cuộc sống đi, thì bị sống tự tại lắm quý vị ơi, tuyệt vời lắm. Nó giống như buôn bán gì đâu phải là ngày nào cũng bán đắt, bữa nay bán đắt thì mai bán ế, không lẽ bữa bán đắt thì vui, bữa bán ế thì khóc, không lẽ gì, thấy không? Nó cả cái tình thương đây mà, bữa nay người ta thương mình có khi ngày mai người ta không thương mình đây nè, có không? Nó vừa mới cười nhau đó vậy mà chút kênh nhau đó, có không? Có mà. Nó, trong cái cuộc đời này quý vị thấy không, lúc như Đức bình thường như Đức, cái gì như Đức cũng giảng qua hết trơn rồi. Nó xảy ra hết trơn rồi đó, quý vị không thấy hả? Nó xảy ra hết trơn rồi đó. Chú Tâm Nhiên ở bên cạnh như Đức, như Đức nói ông coi nè nghe, sau này tôi mà gặp sự cố ông coi nè, có mấy người bên cạnh tôi mà hồi đó như Đức giảng như Đức cũng nói mà, sau tôi gặp sự cố ông thấy gì đó, y gì đó, ông coi được mấy người này nghe, những người bên cạnh tôi ông coi được mấy người này nghe. Tâm Nhiên nói thầy phương tiện gì thôi chứ làm gì có gì, nó có hết trơn rồi đó, thấy không? Tất cả những gì những Đức nói với quý vị là nó đều xảy ra hết trơn rồi đó, thấy không? Rồi cuối cùng quý vị thấy những Đức còn cần phải sống không? Sao không cần? Rồi cần phải vui không? Sao không vui? Bây giờ nó còn vui hơn hồi đó nữa. Quý vị biết rằng hồi đó chỉ lên giảng pháp chia sẻ với quý vị thì vui, nói chuyện vậy thôi chứ thường ngày cũng bù đầu bù cổ chạy muốn chết le lử luôn. Bây giờ mới bị gặp những Đức ở ngoài, vì thấy những Đức trẻ hồi đó khoảng cỡ 5-10 tuổi, trẻ hồi đó 5-10 tuổi á, mà cái bụng hôm nay nhỏ xíu luôn à. Không phải là không có ăn đâu bạn, mà là do lễ Phật giết bụng nhỏ lại luôn. Hồi xưa bạn quá không lễ Phật gì hết trơn, ngồi giết bụng như con ếch chứ quý vị, ngồi giết á, nó không lễ Phật hết trơn, nó ngồi giết bụng như con ếch chứ. Nó bây giờ bị coi cái số ký á, những Đức bây giờ sụt 1 ký, nhưng mà cái bụng như Đức giờ nó nhỏ xíu luôn à, bụng cái xíu à. Nó bây giờ nay bận đồ mà bo cũng được nữa, chứ hồi đó mà bận đồ bo vô nó như con ếch vậy, bị ngộ lắm. Mà quý vị biết rằng nghe, cái môn niệm Phật lễ Phật này công nhận nó hay thì quý vị ơi, quý vị kiểm tra qua sức khỏe quý vị chỗ này nữa nè. Con người mà yếu là đa phần muốn tắm nước nóng không? Quý vị đấy, cơ thể mà yếu á, là đa phần là muốn tắm nước nóng không à quý vị, nước ấm không à. Nhưng khi cơ thể mà khỏe là quý vị tắm nước lạnh mà mát là sức khỏe tốt. Thì biết ngày xưa những Đức ở trong chùa đa phần những Đức tắm nước ấm không quý vị. Nước mà không ấm là những Đức tắm lạnh vậy lắm, chịu không nổi luôn. Nhưng mà bây giờ những Đức ra ngoài cái nơi ở những Đức quý vị, cái phòng vệ sinh những Đức nó có đầy đủ nước hết chứ, nước gì cũng có, nhưng mà những Đức đa phần là tắm nước lạnh. Vì sao? Những Đức thấy tắm nước lạnh nó rất là mát. Thì những Đức biết à, thì ra bây giờ sức khỏe những Đức tốt ngày xưa rất nhiều. Những Đức đa phần tắm nước lạnh luôn, mát lạnh luôn, thích lắm. Và thêm cái nữa quý vị biết không, những Đức hết ho.
hết ho. Đó. Nghĩa là niệm Phật lễ Phật bây giờ hết ho luôn. Bởi vì biết rằng là lúc trước á, khi mà ngồi giảng pháp không ít có lễ Phật đấy vị. Khi lâu lâu những đức lễ Phật lễ Quan Âm là chân những đức mỏi nhất ghê lắm quý vị. Nhưng mà bây giờ cái chân những đức đứng lên đứng xuống nó rất nhẹ luôn. Rất là nhẹ. Và đi nó rất là khỏe luôn quý vị. Thì ra là niệm Phật lễ Phật nó hồi phục sức khỏe đặc biệt tuyệt vời. Bởi vì biết rằng con người lúc nào cũng an lạc vui vẻ, không bận tâm không lo âu cái gì hết trơn quý vị. Tại vì có mấy người mà lo âu cái gì? Đúng rõ ràng quý vị thấy không? Trong thuận có nghịch, trong nghịch có thuận. Chỉ cần bị nắm chắc có Phật hiệu là thuận hết. Đừng có lo, trong cuộc đời này nó đều có sự sinh tồn trong cuộc sống. Dù cuộc đời có đưa đẩy bạn như thế nào, chỉ cần bạn còn nắm chắc có Phật hiệu thì cuộc sống của bạn tuyệt vời. Chỉ cần bạn có cái hướng đi về cực lạc thì cuộc sống của bạn cực kỳ tuyệt vời. Không có thua ai hết chứ. Bạn ở đâu bạn cũng là người đặc biệt hết chứ. Không có tệ đâu quý vị. Nó đừng có lo. Nên quý vị biết rằng là mỗi ngày mà được gì là quá hạnh phúc rồi. Nó quá hạnh phúc rồi còn gì nữa. Nên tuyệt đối đừng có sợ cho cái ngày mai. Đừng có lo tới cái ngày mai. Hãy sống ngày hôm nay cho tuyệt vời đi. Câu này quý vị cứ nhớ hoài, nhắc hoài mình mà sống. Hãy sống ngày hôm nay cho đặc biệt đi. Nói quý vị thấy không, những đức nhân duyên tạo ra lớn như vậy. Từ trên cao rớt xuống cái bây giờ tiếp tục sống vẫn ngon lành. Nhớ kỹ nghe quý vị. Một căn nhà to, một hoàn cảnh lớn cũng chưa chắc là sự bình an, an lạc cho mình đâu. Khi nó thu gọn hoàn cảnh lại cũng chưa chắc là sự khổ đau đâu. Mà nếu quý vị mà hiểu ra thì đúng là quý vị càng sống khỏe càng sống tốt. Vì sao? Không cần bận tâm, không cần nặng nề lo âu gì cả. Đó, quá khỏe rồi. Nên hãy chấp nhận lối sống mà mình đang được sống. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù hôm nay mình khỏe mạnh hay ngày mai mình bệnh đau, cũng phải sống cho đặc biệt để cho người thấy rằng người học Phật của mình tuyệt vời. Và mục tiêu của mình là ở đâu? Thế giới cực lạc. Nhớ nghe quý vị. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.